Xin chào các bạn. Ở bài trước thì chúng ta đã tìm hiểu được một phần kiến thức, đó là nhân tố sinh thái. Thì nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động đến sinh vật, và nó được chia làm hai nhóm, đó là nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh. Vậy thì nối tiếp với kiến thức của bài hôm trước thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài tiếp theo. Bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, đó là bài 42, ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật. Đây là một yếu tố nhân tố sinh thái vô sinh. Phần 1 La Mã, chúng ta sẽ tìm hiểu về ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật. Chúng ta có thể quan sát hai thí nghiệm ở trên hình. Hình 42.1, khi chúng ta đặt một chậu cây lên bệ cửa sổ thì lâu ngày chúng ta sẽ thấy là ngọn cây luôn hướng về phía bên ngoài cửa sổ, nơi có nhiều ánh sáng. Đây được gọi là tính hướng sáng của thực vật, cũng giống như là hoa hướng dương luôn luôn hướng về phía mặt trời. Ở hình 42.2, chúng ta sẽ thấy được là sự khác biệt giữa hai cây được sống ở hai cái môi trường khác nhau. Hình A, khi cây sống ở môi trường rậm rạp thiếu ánh sáng, và hình B, khi cây sống ở môi trường quang đãng có nhiều ánh sáng. Thì chúng ta sẽ thấy được là ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến hình dạng bên ngoài cũng như là một số đặc tính sinh lý của các nhóm loài thực vật khác nhau. Đây là hình ảnh cho chúng ta thấy được là sự khác biệt giữa hai cái cây được sống ở hai cái môi trường khác nhau. Khi cây sống ở nơi môi trường rậm rạp thiếu ánh sáng thì cây luôn có xu hướng sẽ vươn cao lên hơn. Những cành ở phía bên dưới thấp sẽ có cái xu hướng là bị rụng khô và rụng xuống đi, được gọi là tỉa cành tự nhiên. Và những cây nào ở sống nơi quang đãng thì các cái cành tán nó sẽ xòe rộng ra bên ngoài và sự phát triển về chiều cao của cây sẽ kém hơn. Như đã nói, ánh sáng có ảnh hưởng đến hình thái và hoạt động sinh lý của cây. Vậy thì chúng ta sẽ cùng phân tích một vài đặc điểm của những cây sống nơi quang đãng có nhiều ánh sáng và những cây sống ở những nơi có ánh sáng yếu hơn, xem thử sự khác biệt của nó sẽ như thế nào thông qua cái đặc điểm của bạn ở dưới đây. Chúng ta sẽ lấy ví dụ về những cây sống nơi quang đãng có nhiều ánh sáng như là cây lúa và những cây sống ở những nơi có bóng râm, ít ánh sáng, chẳng hạn như cây lá lốt. Khi quan sát thì chúng ta sẽ có được những cái đặc điểm so sánh ở những cây sống nơi quang đãng và cây sống trong bóng râm với tán cây khác ở trong nhà. Chúng ta sẽ ghi nhận các đặc điểm chúng ta quan sát được lại vào bên trong bảng học tập. Về đặc điểm đầu tiên là đặc điểm hình thái. Lá thì những cây sống nơi quang đãng thường có phiến lá nhỏ hẹp màu xanh nhạt. Ngược lại, những cây ở sống nơi bóng râm dưới tán cây khác vào trong nhà thì sẽ có phiến lá lớn màu xanh thẫm. Về thân cây thì thân cây sống nơi quang đãng thường thường sẽ thấp hơn và số cành sẽ nhiều hơn. Ngược lại, cây sống trong bóng râm thì do chiều cao cây sẽ bị hạn chế bởi tán lá của cây phía trên và của trần nhà vân vân, cho nên nó sẽ có cái chiều cao tương đối thấp hơn, đồng thời là các cái tán lá của nó sẽ rộng ra hơn. Về đặc điểm về sinh lý, đầu tiên là đặc điểm về quang hợp thì những cây sống ở những nơi có ánh sáng quang đãng, cường độ chiếu sáng nhiều thì cường độ quang hợp của nó sẽ cao và dưới cái điều kiện là ánh sáng của nó phải mạnh. Còn những cây mà sống ở trong bóng râm dưới tán cây khác thì cái khả năng quang hợp của nó trong điều kiện ánh sáng yếu sẽ rất là tốt và cái quang hợp của nó sẽ bị yếu lại trong điều kiện ánh sáng mạnh hơn. Về đặc điểm thoát hơi nước thì chúng ta thấy là cây sẽ điều tiết thoát hơi nước linh hoạt hơn với điều kiện là ánh sáng mạnh, và khi mà điều kiện ánh sáng yếu thì cây sẽ giảm cái tình trạng thoát hơi nước. Khi mà cây sống trong bóng râm thì cây sẽ thoát hơi nước tăng cao trong điều kiện có ánh sáng mạnh, và khi thiếu nước thì cây sẽ bị dễ bị héo. Về đặc tính hô hấp thì chúng ta sẽ thấy được là cây sống ở nơi quang đãng cường độ hô hấp sẽ rất là cao, còn cây ở sống nơi bóng râm thì cường độ hô hấp của nó sẽ yếu hơn. Như vậy thì chúng ta thấy được là ánh sáng sẽ có ảnh hưởng đến đời sống của các thực vật. Thì ánh sáng sẽ làm thay đổi hình thái và hoạt động sinh lý của thực vật như các hoạt động quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước vân vân. Thực vật sẽ được chia làm hai nhóm tùy theo vào khả năng thích nghi với điều kiện chiếu sáng của môi trường. Ở đây sẽ là hai nhóm: nhóm cây ưa sáng, bao gồm những cây sống nơi quang đãng có nhiều ánh sáng, và nhóm thứ hai đó là nhóm cây ưa bóng, bao gồm những cây sống nơi ánh sáng yếu dưới tán cây khác, dưới bóng râm hoặc trong nhà vân vân. Ví dụ về hình ảnh của cái nhóm cây ưa sáng thì chúng ta thường thấy thì đa phần đó là nhóm cây thuộc về nhóm cây ăn quả, nhóm rau củ quả, nhóm cây lương thực.
Về những nhóm cây ưa bóng thì chúng ta sẽ thấy được đó là thường là những cái nhóm cây bao gồm như là cây hoa lan, cây lá lốt và cây dâu tây. Thì những cái loại cây này á, khi mà sống trong điều kiện ánh sáng yếu á, thì sự phát triển của các cái tán lá thân cây rất là tốt, nhưng mà với điều kiện ánh sáng mạnh thì lá cây sẽ có cái tình trạng á, là hoạt động sinh lý của nó diễn ra nhanh hơn, đặc biệt là tình trạng thoát hơi nước, cho nên nếu là điều kiện ánh sáng mạnh thì cây sẽ dễ dàng bị héo. Tận dụng về nhu cầu ánh sáng khác nhau của từng nhóm loài thực vật thì trong nông nghiệp chúng ta có thể ứng dụng việc là trồng cây xen canh. Ở đây chúng ta sẽ thấy được là có ngô là một cái nhóm loại cây nó cần nhiều ánh sáng, và cây đậu tương đó là nhóm loại cây mà cần cái lượng ánh sáng ít hơn, cho nên là cái hoạt động trồng xen canh như thế này giúp cho chúng ta có thể thu được cái lợi nhuận trên một cái diện tích đất cao hơn là so với việc chúng ta chỉ trồng một cái loại cây duy nhất. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy được đó là trên cái khu vực đất, cùng một cái khu vực đất nhất định mà chúng ta còn có thể thu hoạch được cả ngô và cả đậu tương, mà cả hai đều có sự phát triển rất là tốt bởi vì cái nhu cầu ánh sáng của nó được phân chia rất là đồng đều. Hiểu được nhu cầu ánh sáng của từng loại cây là khác nhau và từng giai đoạn cụ thể thì chúng ta có thể tác động để mà làm cho cây có sự sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Ví dụ như ở trong hình chúng ta thấy đây là một vườn thanh long và được thắp đèn vào ban đêm. Việc thắp đèn để làm cho cây ra hoa trái vụ, và sự thắp đèn dựa trên cơ sở thanh long sẽ là cây dài ngày và cây ưa sáng. Nên khi chúng ta sử dụng ánh sáng đèn để nâng cao thời gian kích thích tăng trưởng cho cây thì chúng ta sẽ thu được cái sản lượng cao hơn. Phần 2 đa mã chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật. Đối với phần này thì chúng ta sẽ có một cái thí nghiệm nhỏ sau. Vào đêm trăng sáng, tìm một tổ kiến và quan sát kiến bò trên đường mòn nhờ ánh sáng mặt trăng. Đặt trên đường đi của kiến một chiếc gương nhỏ để phản chiếu ánh sáng, sau đó theo dõi hướng bò của kiến. Có 3 khả năng xảy ra như sau. 1. Kiến sẽ tiếp tục bò theo hướng cũ. 2. Kiến sẽ bò theo nhiều hướng khác nhau. Và cuối cùng, kiến sẽ bò theo hướng ánh sáng do gương phản chiếu. Theo bạn thì khả năng nào sẽ xảy ra trong thí nghiệm trên? Khả năng thứ ba, đó là kiến sẽ bò theo hướng ánh sáng do gương phản chiếu. Như vậy thì thông qua thí nghiệm trên thì chúng ta thấy được một đặc điểm là ánh sáng sẽ có vai trò giúp cho động vật định hướng di chuyển trong không gian. Thì ánh sáng còn có ảnh hưởng đến một vài cái tập tính và hoạt động của các nhóm loài sinh vật. Chẳng hạn như là đầu tiên ảnh hưởng đến cái tập tính về kiếm ăn, kiếm của các cái nhóm loài sinh vật. Chúng ta sẽ có các cái nhóm sinh vật kiếm ăn vào lúc mặt trời mọc khi sáng, hoặc là có những nhóm sinh vật chỉ thích nghi với việc là kiếm ăn vào cái khoảng thời gian ban đêm. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là ánh sáng sẽ có ảnh hưởng đến đời sống của động vật, sẽ tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển không gian. Ngoài ra thì ánh sáng còn là nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động, khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật. Chúng ta sẽ có các nhóm như là động vật ưa sáng hoạt động chủ yếu vào ban ngày, các nhóm động vật ưa tối hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Vậy thì với điều kiện ánh sáng, động vật sẽ được chia làm hai nhóm: nhóm động vật ưa sáng gồm những động vật hoạt động vào ban ngày, và nhóm động vật ưa tối gồm những động vật hoạt động vào ban đêm, sống trong hang hốc hay là dưới đáy. Đây là tổng kết nội dung kiến thức mà chúng ta đã học trong bài 42, hy vọng các bạn sẽ ôn tập tốt. Hướng dẫn về nhà thì các bạn sẽ xem lại bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ đọc mục Em có biết để tìm hiểu thêm một số thông tin cần thiết, và chúng ta sẽ chuẩn bị bài 43 trang 126.